Thưa quý vị, và như quý vị cũng đã biết, ngày hôm nay là một đêm nhạc rất là đặc biệt đối với bản thân em luôn. Tại vì trong cái quá trình mà em đi trình diễn, đi diễn lô tô thì em chưa bao giờ nghĩ là em sẽ có thể được đứng chung sân khấu với lại một nhạc sĩ, mà phải gọi là nhạc sĩ mà cực kỳ nổi tiếng luôn quý vị. Quý vị biết ai không ạ? Ai ạ? Sao mà hỏi quý vị không trả lời vậy quý vị? Ai ạ? Đúng rồi quý vị, và ngay bây giờ đây, một tràng pháo tay để chào đón người nhạc sĩ tài hoa của những ca khúc hit quốc dân, Đồng Thiên Đức. Yeah. Nói đi anh. Và lời nói đầu tiên, Đồng Thiên Đức xin được phép đứng ở sân khấu đây và chào quý vị khán giả có mặt đêm hôm nay. Anh Đức ơi, em được biết là anh Đức cũng đã đi trình diễn cũng rất là nhiều nơi rồi. Thì anh Đức thấy là khán giả của Sài Gòn Tân Thời hôm nay như thế nào? Anh đâu có trình diễn ở đâu đâu. Ủa? Hôm bữa mới thấy trên TikTok trời. Đức cũng nói thiệt nha. Cái đêm đó là đêm nhạc, mà đêm nhạc đầu tiên của Đức, để mà Đức làm tri ân khán giả, để mà cảm ơn anh em nghệ sĩ đã cùng Đức trong cái đoạn đường thời gian qua. Và Đức chọn đoàn Lô Tô Tân Thời là đêm diễn thứ hai để làm chi, là cũng mục đích hết. Anh nói thẳng cái mục đích của anh ra được không? Mục đích gì? Dạ thì cách đây tầm khoảng cỡ 15 năm trước, khi mà Đức cũng đi diễn từ những cái đoàn Lô Tô mà ngoài trời, nhỏ hơn ở đây rất là nhiều nha. Thì cái thời điểm đấy thì Đức cũng chả có tiền đâu. Rồi thực sự là không có tiền để mà mua một cái chai nước để mà uống cho nó thấm giọng trước khi hát đấy. Thì mình mới dòm qua bên kia, các bạn ca sĩ kia chỉ cần là nói khát nước thôi là có quản lý đem tới mở nắp. Dạ. Bay đâu, mang nước ra cho anh Đức. Thì lúc đó chả biết làm sao mà mình bị tủi thân, mình bật khóc ngay tại sân khấu, khóc nức nở nha. Rồi lúc đó thì mình có khấn với tổ nghiệp của mình rằng là nếu như mà tổ nghiệp thương con á, mà cho con nổi tiếng lên được á, thì bằng một cách nào đó thì con sẽ tìm cách con cảm ơn và con giúp lại những anh em mà ca sĩ trẻ. Thực sự là với câu chuyện của anh Đức thì em cũng chia sẻ với anh luôn. Đó là ngay những cái ngày đầu tiên khi mà em đi trình diễn, quý vị, em cũng như anh Đức vậy đó, em cũng khát nước lắm, nhưng mà không ai mua cho em uống hết. Vậy là em lấy điện thoại ra, lên Grab, em order một ly Phúc Long. Dạ. Một ly trà nhãn em uống. Dạ. Thực sự là cái chia sẻ của anh Đức rất là cảm động. Anh có muốn nói gì thêm với khán giả nữa không, trước khi mình bắt đầu thêm một ca khúc tiếp theo? Để nói thì nhiều lắm ha. Bây giờ cái chắc là anh em mình hát đi, rồi để lát lát sau cho nó đỡ. Anh cứ nói đi, hồi nãy nó dòng cuối cùng rồi. Đêm nay là của anh em mình thôi. Anh nói tới đây tới 12 giờ đêm cho em. Không bán vé nữa. Đúng không chị Lộ? Em bị đuổi đầu tiên á. Ok, bây giờ nãy anh tính anh nói mà em kêu ly Phúc Long cái anh quên ngàn đó luôn. Không. Mộc Trà rút điện thoại ra, order lúc Phúc Long cho anh uống liền Mộc Trà. Nhanh lên. Đang order luôn anh ơi. Lát hát bài đi, lát nữa khán giả order cho mình uống. Ok. Ok. Bây giờ em giới thiệu hay anh giới thiệu? Đáng lẽ ra hôm nay là em phải đứng cạnh anh Đức đó, tại vì cái bộ đồ em quá giống đi. Đúng không quý vị? Lên luôn, đứng cạnh coi. Nhanh lên. Trời đất ơi. Kính thưa quý vị, diễn viên chính trong bộ phim Hot Boy Nổi Loạn. Phải không? Cái mặt em giống lắm. Rồi đi vô đi má, cho người ta hát. Dễ thương. Anh Đức biết bạn đó tên gì không? Bạn tên Quý. Hà Văn Quý. Giới tính nam. Đó. Ok, chắc bây giờ em giới thiệu, anh giới thiệu ca khúc tiếp theo. Em nha.
Kính thưa quý vị, một ca khúc mà rất là tình cờ khi mà em cover lại ca khúc này. Mà thật sự ra là khi mà em cover ca khúc này thì em không có ấn tượng nhiều về nó. Thật sự luôn. Tại vì lúc đi thu ca khúc này là thu hai ca khúc cùng một lúc. Thì thu xong ca khúc kia rồi thì em định đi về rồi. Nhưng mà cái bạn mà thu âm cho em á thì bạn mới nói là cái bài này đang hot lắm, thì thu bài này đi. Thì sau đó em thu bài này thì thực sự nó lại mang cho em rất là nhiều thứ quý vị. Khi mà em mang ca khúc này đến với những nơi sân khấu Sài Gòn Tân Thời hoặc là những nơi mà khán giả cần thiết nghe thì em đã hát và được hưởng ứng rất là nhiều. Và cũng rất là cảm ơn anh Đông Thiên Đức đã sáng tác ra một bài hát rất là hay như vậy. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe lại ca khúc Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng ạ. Ngược lối cơn mưa chiều sáng sáng, phải tìm mai dưới trăng nghiêng bóng ngõ dài vắng vắng. Ai đặt tên cho ký ức là nỗi đau của ngày hôm qua? Ai đặt tên chúng ta là người lạ? Có phải đêm qua thức trắng để gắn con tim làm hai năm, ngăn phải ôm nỗi đau, còn ngàn trái chưa hạt nhiệm màu. Kiếp sáng mang đến là quả khổ dâu, sợ mai kia sương phai qua úa ao nhạt. Anh đợi em, anh chọn ngàn nỗi tên tim không khóa cửa, để cho mưa lăn la hỏi thăm lên bao trùng đi khê ước trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa đâu bay chiếm lạc cánh khóc con tìm nhau, ai đông ai đêm hết bao xót sâu. Liệu có biết ở nơi nào không, có là nào trông như lá diêu bông? Hỡi diêu bông ơi, hỡi diêu bông, bình minh chưa hết tôi phải tìm sống. Vì mai người ta đã đi lấy lấy chồng. Nói với em tâm tâm quá giỏi tuyệt sắc tuyệt vời. Có phải đêm qua thức trắng để gấp con tim làm hai nát, ngàn phải ôm nỗi đau còn ngàn trái hạt nhiệm màu. Kịp sáng mang đèn làm quà cô dâu, giờ mai kia sương phai hoa hoa ao nhau. Anh đợi em, anh chọn ngàn nỗi đau. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không quá thừa, để cho mưa lăn la hỏi thăm lén vào trộm đi trong đời. Theo cơn mưa ngâu bay chiếc lá cây không hoàn tìm nhau, ai đông ai đêm hết bao giọt rơi. Hỏi mưa thu đang du biên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Liệu có biết
khóa cửa. Mưa lăn la hỏi thăm, lén vào trong đi khê ướm trăm năm. Một tràng pháo tay lớn hơn cho nhạc sĩ Đông Thiên Đức được không ạ? Dạ, cảm ơn anh Đông Thiên Đức, cảm ơn Sư Tâm rất nhiều luôn. Dạ, hai bài đầu phải nói là không khí rất là good luôn. Tại sao là em phải đứng đây để nói cái điều này? Kính thưa quý vị, em khi mà nhận được sự gật đầu của anh Đông Thiên Đức đến đây để phục vụ đó, là em hỏi rất là nhiều điều kiện, anh nói là không có cần gì hết á, anh chỉ muốn hát thôi. Như anh có lịch ngày đó gì đó, thì nếu em được thì anh sẽ qua. Em rất là vui luôn, bởi vì đây là một trong những nhạc sĩ có rất nhiều tác phẩm đang rất là hit luôn. Và cái mong muốn của em đó, nó không phải đến từ cái việc là anh đang nổi tiếng, mà đến từ cái cô này đã hát những cái bài của anh đầu tiên ở sân khấu của em, và nó hợp một cách kinh khủng khiếp. Và em hy vọng một ngày nào đó Xuân Tâm sẽ được trình diễn những tác phẩm đó tại sân khấu này cùng với anh. Và đêm nay là cái đêm rất là, phải nói là rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh đã đến với Sài Gòn Tân Thời. Phải nói là Xuân Tâm bữa nay rất là phấn khích luôn, cho nên là khi mà gặp anh á, hoặc là trình diễn với anh, em có dặn trước ở trong á, là nếu mà anh Đức ảnh có ngại và anh không nói thì em cố gắng em nói để cho ảnh có thể là có tinh thần hơn để anh hát thiệt là hay cho khán giả thưởng thức. Tại vì cái giới hạn của một người nhạc sĩ và một người ca sĩ nó rất là khác nhau. Và anh đứng ở trong hồi nãy anh gặp lộ là anh đã run rồi, cho nên là em rất là muốn, là tại vì những cái đêm nhạc ở phòng trà thì nhỏ nhỏ ít khán giả hơn, với Sài Gòn Tân Thời hôm nay rất là đông nữa, thì em đã nói trước với Xuân Tâm mà chiều em cố gắng em tạo động lực cho anh Đức, để đôi khi là cái cảm xúc của mình nó làm cho mình nó sẽ khó xử hơn, nếu mà ở mà xử lý bài hát hơn, thì hy vọng là em sẽ làm ổn. Thì hôm nay em đã làm được. Một tràng pháo tay thật lớn cho anh Đông Thiên Đức và Xuân Tâm được không ạ? Tiếng kêu. Và tại vì đêm nhạc hôm nay thì mình sẽ có rất là nhiều phần, và cảm ơn hai người nhạc sĩ và người ca sĩ hôm nay, và chút xíu sẽ trở lại. Và trước khi mình vào trong thì xin một tràng pháo tay thật lớn cho F-Band, những chàng trai của chúng ta. Dạ, cảm ơn rất nhiều luôn đã đến hôm nay và đánh rất là hay ở phần vừa rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Bầu ơi đừng khóc. Ừ.